Việt Anh, dậy đi, dậy đi. Dậy cái gì? Bà để em tôi ngủ cái coi. Ngủ cái gì mà ngủ? Đây là lớp học. Ông đến đây là để học hay để ngủ đây? Dậy đi, nhanh lên. Ôi, bà đếm cho tôi ngủ được không? Bà có biết là tối qua tôi thức cả đêm rồi không? Lại đi chơi đêm. Suốt ngày đi giao du, vừa mệt cái đứa xấu ngoài đường ấy. Xấu có gì chứ? Anh em chí cốt của tôi đấy. Chí cốt cái gì mà chí cốt? Chí cốt thì mà cả đám đi ạ. Có mỗi mình ông là vay nợ. Này, bố của ông ấy vừa trả nợ cho ông 20 triệu ấy. Ông có chưa sáng mất giả? Chuyện này bà làm sao mà hiểu được? Lòng hoàng lắm. Việt Anh, trả tiền bố đi. Nhìn cái gì? Trả tiền chứ có gì nữa. Tôi trả. Tổng là 800 đấy. Nhớ trả đầy đủ tao nhá. 800 á? Hôm qua tao vay mày có 600 thôi mà. Sao mày ngu thế? Thế mày không tính lãi à hả? Không. Mày thích không ai? Mày thích không bố mày à? Mau đến về lớp đi. 600 là 600. Không lời lãi gì hết. Tối 8 giờ có tiền. Được rồi. Mày nhớ mặt tao đấy. Tí nữa gặp tao ở cổng trường. Thích thì nhích. Sợ cái đếch chứ. Đấy, anh em chỉ cốt cậu đấy à? Hết thằng Chip, đến thằng Toản. Bây giờ đến thằng Tùng Ấm nữa. Còn cái số tiền đấy nữa, cậu tính như thế nào? Không lẽ lại vay nặng lãi rồi để bố mẹ cậu phải khổ à? Tôi đang đau đầu lắm. Bà làm giả biết thôi. Đúng, đúng là cái đồ đáng ghét mà. Đã thế, tôi ghét ông đấy. Ông mới làm cái gì mà lâu thế nhở? Thôi chết, nãy ở trong lớp ông ấy với thằng Tùng. Thằng Tùng nó là gì bà? Ô, này, mặt mũi của ông bị làm sao mà bầm tím hết kia? Có phải là ông đánh nhau với thằng Tùng có đúng không? Không dạy cho nó một trận, nó tưởng mình hiền, dễ bắt nạt. Việt Anh ơi là Việt Anh, ông có biết ấy, anh của thằng Tùng là dân xã hội đen không? Phen này ông chết chắc. Thế mà quên bố tôi là ai à? Không phải dạng vừa đâu. Tôi phải đánh cho ông một trận. Đập trường ngay cái thằng đi. Đau. Bà đánh nhẹ thôi chứ. Đau à? Tôi không biết. Ông đau ở đâu đấy? Đau ở cái mông này. Cái thằng kia. Đúng rồi, tôi chết mà. Đây, đứng lại. Đứng mà bắt được tôi, đứng mà bắt được tôi. Đứng mà bắt được tôi, bắt được làm chó. Đứng lại, tôi phải bắt được, ông chết vì tôi. Tha cho tôi đi bà. Tôi bắt được rồi nhá. Lần này ông tính sao? Tha cho tôi đi, tôi mệt lắm rồi đấy. Tôi bắt được ông rồi, ít nhất cũng phải được cái gì chứ. Hay là đánh mấy cái nhá. Thôi, tôi biết rồi. Tôi có quà cho bà đấy. Quà gì? Đâu, đưa xem nào. Nếu như mà bổn cô nương thấy xứng đáng ấy thì bổn cô nương sẽ bỏ qua cho. Đây, đây là ba chiếc bút mà tôi mượn của bà thời đi học ấy. Có cái thì còn mực, nhưng mà có cái hết mực rồi. Bây giờ tôi phải vào Sài Gòn làm việc. Tôi sợ mang đi sẽ làm mất. Nên là bà bảo quản giúp tôi nhá. Ơ, mấy cây bút này thì ông giữ làm gì? Thâm à? Thì coi như đây là vật định tình giữa tôi và bà đi. Ai thèm thích ông có chứ. Mới tí tuổi, ham chơi, nợ nần thì chồng chất. Tương lai còn mù mịt lắm. Thì đúng rồi. Bây giờ người ta sắp làm cô giáo rồi. Còn mình thì lông bông, chẳng ra gì cả. Dỗi à? Ai thèm dỗi chứ, có phải con nít đâu. Tôi nói đùa thế thôi. Tôi sẽ giữ mấy cây bút này cho đến khi ông về. Ông đi vào trong đấy, nhớ ấy, là phải học hành tử tế, đừng có mà chơi bời gì nhá. Thanh xuân con gái có thì đấy. Thế là bà nhất định đợi tôi phải không? Phải xem như thế nào đã. Tính của ông ấy thì cả thèm chóng chán lắm. Nói chuyện chả bao giờ nghiêm túc cả. Chưa biết được nào một lần. Tôi hứa, sau khi mà tôi về ấy, thì nhất định bà sẽ lên xe hoa cùng tôi. Tin tôi đi.
Em chào chị ạ. Em tới công ty của mình để phỏng vấn ạ. Cậu muốn ứng tuyển vào vị trí nào thế? Vị trí nào mà có thể thăng tiến nhanh nhất chị ạ? Chưa được nhận vào làm mà đã tham vọng thế rồi à? Dạ, chẳng giấu gì chị. Người yêu của em ở quê đang đợi em thành công trở về. Cô ấy bảo con gái... Thanh xuân con gái có thì... À, đúng rồi đấy chị. Em mà không nhanh thành công sớm ấy, sau này về quê cô ấy già mất, hoặc là ai lấy mất thì em tiếc lắm ạ. Này, nhưng mà có chắc chắn là thành công rồi sẽ về cưới cô ấy không đấy? Em chắc chắn chứ chị. Bây giờ cô ấy sắp làm giáo viên rồi, coi như công việc cũng sắp ổn định. Mà em thành công nữa thì trở về quê ấy, lúc đấy nói chuyện với gia đình cô ấy dễ lắm. Thôi được rồi, để tôi xem hồ sơ của cậu như thế nào. Dạ vâng ạ. Cậu viết lý lịch mà cứ như thể là khai báo tội trạng ấy nhở? Nói chị Đường cười, em chẳng biết viết gì vào hồ sơ này cả. Đến cả cái bằng cấp 3 ấy, đáng ra em cũng không có đâu. Nhưng mà sau khi mà em bỏ đi ấy, thì em lại gặp được bố của em. Thế là bố khuyên về đi học lại để nhận cái bằng đấy ạ. Tôi chưa gặp ai phỏng vấn mà như cậu đấy. Vậy là em bị đuổi rồi ạ? Cả tháng nay đi xin việc, chán thật đấy. Chẳng công ty nào nhận cả. Không, tôi sẽ nhận cậu, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Chị có đùa em không đấy à? Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm à? Em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Này, cậu đang làm cái gì đấy? Em tính chụp hình chị để khoe với bố em và người yêu của em là em đã có công việc ổn định rồi. Chứ bố em bảo em lên đây, nói là người như mày ấy, chẳng có chỗ nào nhận mày đâu. Bây giờ chị cười lên em chụp cho. 3, 2, 1. Rồi, chị tạo dáng khác đi. Tôi nhận được rồi chị ơi, chúc mừng tôi đi. Chúc mừng anh Việt Anh nha. Nhớ chăm chỉ làm việc, đừng có chơi bời và gây chuyện với người khác. Nơi đất khách quê người, một điều nhịn là 9 điều lành đấy. Tôi trưởng thành rồi, yên tâm đi. Nhớ đợi tôi về đấy. Hôm nay ở vị trí nhỏ, nhưng 1-2 năm nữa sẽ ở vị trí lớn hơn. Lúc đấy tôi sẽ về với bà. Ờ, để tôi xem ông làm ăn kiểu gì mà chưa làm đã lớn với nhỏ rồi. Hôm nay đi dạy có gì vui hay sao mà ngồi cười một mình đấy? À, Việt Anh vừa nhắn tin với em. Việt Anh bảo là cậu ấy xin được việc ở trên thành phố rồi. Học thì ngu dốt, chỉ được cây phát phách. Mà chắc nó xin được việc, chắc là mấy công việc chân tay đúng không? Dạ không, cậu ấy bảo là làm việc ở phòng kế hoạch ở công ty FVM. Em nghe nói công ty đấy ở trên thành phố cũng lớn lắm. Làm mấy công việc đấy thì làm sao mà ổn định được. Mày xem có anh nào dạy cùng trường với mày không? Yêu lấy một người, công việc thì ổn định, ăn lương nhà nước. Chứ yêu mấy cái thằng kia thì... Này, mày không có mắt à? Dạ, em xin lỗi ạ. Mới vào công ty thôi, không chịu học hỏi làm việc, mà cứ suốt ngày ôm điện thoại chơi game thôi. Mày có muốn làm việc ở đây nữa không đấy? Công việc được giao, em hoàn thành xong rồi. Em chỉ đang giải lao một chút thôi ạ. Giải lao hả? Mày có biết bây giờ đang trong giờ làm việc không? Quy định công ty là như thế nào? Hay là mày nghĩ được thiện cảm với giám đốc rồi cái mày lên mặt hả? Không có ai ra gì? Dạ không ạ, em không có ý đó đâu ạ. Em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Ừ, nhớ đấy. Còn một lần nữa là tôi đuổi việc luôn đấy, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mày đi đâu đấy? Bây giờ không lo về làm việc đi, không đi đâu nữa. Em mang báo cáo xong cho chị Thảo. Chị Thảo? Đổi ngay cách xưng hô cho tôi nha chưa? Đi đây, tôi mang qua cho Thảo nha. Còn công việc của cậu đó, thì cậu đi làm đi.
Dạ vâng, anh giúp em. Chào cán bộ. Anh Toán. Vương, phải Vương không? Dạ em đây. Lâu rồi không gặp anh, nhìn anh chẳng khác chút nào nhỉ. Nông dân như anh bây giờ chỉ có đen đi và già đi thôi, chứ có khác gì đâu. Mà sao nãy nhìn anh mặc bánh bao thế? Mặc quân phục thế này suýt nữa anh không nhận ra đấy. Em vừa mới về, chưa kịp thay trang phục thì đi chào hỏi bà quan hàng xóm nhà mình. Chẳng may có chút chuyện trên đội, lúc đấy đi còn đỡ ngại anh ạ. Thanh niên năng động như em là tốt đấy. Mà thôi, vào nhà đi, ngồi uống nước rồi anh em mình nói chuyện tiếp. Có sợ phiền anh không? Phiền cái gì, anh bây giờ có làm cái gì đâu. Cái Chi thì nó dạy cả ngày trên trường. Chi đi dạy cả ngày anh? Nó dạy có nửa ngày thôi, mà nó sắp về rồi đấy. Anh em mình bây giờ vào ngồi uống nước rồi đợi nó về luôn. Bạn bè lâu ngày gặp nhau phải nói với nhau vài câu chứ. Dạ vâng ạ. Em không đồng ý với quyết định đó của anh. Nó là một thằng nhân viên quèn thôi. Suốt ngày đó không chịu học hỏi, mà cứ ôm cái điện thoại, dán mắt vào cái điện thoại suốt thôi. Còn nữa, cái điều này là không thể chấp nhận được. Cái hồ sơ xin việc của nó thì như bản tương trình nội tạng vậy. Năng lực yếu thì có thể bồi dưỡng được. Còn việc anh bảo cậu ấy không chịu học hỏi thì anh đang nghĩ sai với cậu ấy rồi đấy. Cậu ấy là người thành thật, biết ghi rõ ra những khuyết điểm của mình, chứ không như một số người đâu. Một số người là sao? Ý em nói làm đang ám chỉ anh đó hả? Em chẳng ám chỉ ai cả, em chỉ đang nói vào sự thật thôi. Sự thật của em là anh là chồng sắp cưới của em, chứ không phải là cái thằng nhân viên quèn kia. Em nghĩ là anh nên rút lại lời nói của anh đi, tránh để người khác nghe được, rồi đồn thổi sai sự thật, ảnh hưởng tới em và cậu ấy đấy. Anh không phải là con nít đâu Thảo, đừng tưởng anh không biết gì. Em đối xử không công bằng với anh. Có gì thì anh cứ nói thẳng, nhưng mà em tin chắc một điều, anh đang hiểu sai về em và cậu ấy đấy. Ngay ngày đầu đó đi làm, hai người đó đã cười cười nói với nhau rồi. Sau đó còn chụp hình chung với nhau nữa. Những điều đó em chưa từng làm với anh. Đó chỉ là phép lịch sự, khi cậu ấy xin một bức ảnh để gửi về quê thôi. Còn việc cười nói với cậu ấy là em đang tạo sự thoải mái với người mới. Vấn đề đơn giản như vậy mà anh không hiểu à? Anh không hiểu và anh cũng không muốn hiểu. Có nó là không có anh. Anh đi ra ngoài. Được rồi. Vậy bây giờ là em chọn nói chứ gì? Anh cũng không ngờ luôn ấy. Để rồi xem em nhận lại được gì. Cặp với anh. Sao phòng tôi gấp. Ê, có chuyện lớn rồi đây. Theo các ông nghĩ, lần này bị kiểm điểm hay là bị đuổi việc? Bị đuổi chứ còn gì nữa. Công không thấy trưởng phòng mặt tức giận như thế à? Hơn nữa nhá, là còn lý do khác. Lý do gì đấy? Chắc là cái vụ chụp ảnh với cười cười gì đó đó. Kỳ này chắc là nó đi thiệt rồi đó. Sao mày cứng đầu thế? Mày gọi cho nó làm cái gì? Thì em gọi cho cậu ấy, để cậu ấy nói chuyện rõ ràng với anh. Bây giờ ấy, việc anh khác xưa rồi, không còn như ngày trước đâu. Tao không quan tâm. Việc tao quan tâm bây giờ là hạnh phúc, tương lai của mày, thế thôi. Hạnh phúc và tương lai của em phải do em chọn chứ. Tại sao anh cứ áp đặt, sắp xếp em như thế? Sự áp đặt này là cần thiết đối với một con cứng đầu, không nghe lời người lớn như mày. Mày nghĩ đi, thằng Vương bây giờ nó là công an, làng trên xóm dưới ai cũng quý mến nó. Còn thằng Việt Anh thì cả làng đều ghét nó. Nhà nó thì buôn bán, làm ăn đen tối. Mày nghĩ đi, lấy nó về thì mày mới cho chắc chấu vào cái dòng họ này à? À,
Anh cho gọi em ạ. Mày cầm hết đống hồ sơ này về, hoàn thành hết cho tao. Nếu trong ngày mai mà không hoàn thành xong đó thì tự động biến khỏi công ty này đi. Nhưng mà em chỉ mới làm được những việc đơn giản thôi ạ. Còn kế hoạch này thì... Đây là bản báo cáo kế hoạch của 10 dự án đang triển khai đấy. Dạ em xin lỗi, nhưng mà em sợ mình không làm được. Không làm được thì nghỉ việc luôn đi. Đây là lúc cần chứng tỏ năng lực của mày đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành ạ. Tao không cần phải mày cố gắng hết sức. Tao chỉ cần đó mày hoàn thành xong công việc cho tao là được rồi. Mày nên nhớ, nếu mày sai một số liệu nào đó, mày phải bán cả nhà mày để đền bù vào đấy. Dạ vâng ạ. Mà này, tao nói mày một điều nữa. Thảo là vợ sắp cưới của tao đấy, mày nên nhớ điều đó. Chị đang suy nghĩ tới Việt Anh à? À không, chị chỉ đang suy nghĩ đến bài giảng sáng nay thôi. Vương hiểu cảm giác bây giờ của chị, nhưng mà... Thôi, Vương không cần nói gì cả đâu. Vương biết, nhưng mà ngay từ khi đi học, Vương đã thích chị rồi. Nhưng mà lúc đấy, chị và Việt Anh rất thân. Thân tới mức Vương rất ghen tị. Nhưng hiện tại bây giờ, chỉ có Vương đứng ở đây, Vương đứng cạnh trước mặt chị. Hãy để cho Vương chăm sóc chị được không? Làm vợ Vương nhé. Chuyện này... Làm người yêu Vương nhé. Vương sẽ lo lắng, chăm sóc cho chị. Vương, Vương đứng dậy đi, đừng có quỳ như thế. Không, đối với Vương bây giờ, chị là tất cả. Mặc kệ họ nói gì, nghĩ gì, Vương không có quan tâm. Không biết là giờ này đi đâu mà lại không nghe máy nhỉ? Gọi điện không được, nhắn tin cũng không được. Kế hoạch tốt đấy. Bảo sao lần đấu giá nào công ty anh cũng là người thắng cuộc. Thấy ưng rồi đúng không? Ưng chứ, tất nhiên là ưng rồi. Nhưng mà tôi không hiểu anh hẳn vội làm gì ta. Mà tôi còn nghe nói hai người có đính hôn cơ mà. Hôn ước gì, cái loại đàn bà lăn lòn đấy chứ, có mới nới cũ. Thật là tôi đã nói với ông rồi, thứ tin tưởng nhất đấy không phải là đàn bà, mà chỉ là tiền của chúng ta. Được rồi, nhưng mà nhớ làm chuyện này kín kín đấy nha. Nếu mà có khó khăn gì á thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ. Phá công ty đó, đập phá công ty đó, đến bao giờ công ty đó phá sản thì thôi. Yên tâm đi, nhưng mà xin chúc mừng anh đã ngộ đạo ra. Không ngờ giám đốc Thịnh lại là con người tồi tệ như vậy. Anh ta đúng là đồ cặn bã mà. Tôi không ngờ trưởng phòng Thịnh lại có suy nghĩ đấy đối với công ty. Còn suy nghĩ gì nữa, chắc chắn ý, chính anh ta đã mang bản kế hoạch cho công ty đối thủ rồi. Cũng may người làm ăn với anh Thịnh chỉ là người môi giới thôi, nên là tôi đã kịp thời ngăn chặn. Mời chị xem qua. Đúng là dự án này rồi. Cậu làm cách nào mà hay thế? May mắn người môi giới đấy chính là bạn học của tôi. Tôi đã khuyên anh ta và bảo anh ta bán lại bản kế hoạch dự án. Và sau đấy tôi có trả thù lao cho anh ta để tránh sự việc xấu xảy ra. Này Tùng. Tưởng ai? Hóa ra là Việt Anh. Mà mày vẫn nhận ra tao đây à? Tất nhiên rồi, tao vừa coi mày là bạn
vừa coi mày là kẻ thù. Sao? Tính ôn lại chuyện cũ hay là về những hoài niệm đánh nhau ngày xưa? Không, tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi. Ngồi xuống đi. Tao với mày làm gì có chuyện gì để nói với nhau chứ. Ngồi đi, tao đợi mày nãy giờ đấy. Sao? Có chuyện gì thì nói luôn đi. Mày xem đi. Sao? Sao mày dám quay tao hả? Tao chỉ muốn lấy video này để làm một cuộc làm ăn với mày thôi. Làm ăn? Hay đang đe dọa tao đấy? Làm ăn mà. Tao biết là mày với ông Thịnh đã lập ra kế hoạch để khiến công ty tao sụp đổ khi mà bán những cái hoạch dự án này đi. Nhưng mà giữa cương vị là bạn bè thì tao muốn dùng tình cảm để giải quyết. Bây giờ mày cho tao mua lại nó đi. Về công ty của tao ấy, không thể sụp đổ bởi những hạng người như vậy được. Nếu như tao nói không thì sao? Tao nghĩ là mày sẽ không làm như vậy. Bởi vì sao? Khi mà mày bán những bản kế hoạch này đi thì giá nó cũng như vậy thôi. Mà ngược lại, mày lại phải chia cho hai. Đằng này, lợi nhuận chỉ một mình mày hưởng khi mà bán cho mình tao. Ngược lại, mày còn giúp được tao, giúp được công ty của tao. Sau này khó khăn gì thì mày có thể quay về công ty tao làm mà. Quả nhiên là anh ta mà. Báo cáo dự án T10, anh đã làm xong rồi. Em xem qua ký giúp anh. Anh Thịnh này, ở cái công ty này ấy, xem ra địa vị của anh vẫn chưa làm thỏa mãn tham vọng của anh nhỉ? Em nói gì vậy? Anh không hiểu. Đừng có giả bộ nữa. Chính vì sự ích kỷ của anh, ghen tuông của anh mà anh hại tôi, hại cả cái công ty này. Em đang bị sao vậy Thảo? Thật sự anh không hiểu em đang nói cái gì cả. Bản kế hoạch mà anh bán cho bên môi giới ấy, anh xem lại đi. Xem người ta có xóa của anh một chữ nào không? Sao nó... Này anh kia, mày nói gì với Thảo vậy? Tôi không nói gì sai cả. Tôi chỉ nói những gì mà tôi thấy, và tôi đã quay lại được thôi. Mày đừng hòng lừa tao. Thảo à, em đừng có tin nó. Mọi chuyện á, chỉ là nó bị đặt mà thôi. Anh đừng có mà cố cãi nữa. Bằng chứng đã đủ ở đây rồi. Tôi không ngờ anh là loại người như thế đấy. Anh có biết cái công ty này không chỉ một mình tôi mà là của hàng trăm hàng vạn người không? Chính vì cái suy nghĩ đen tối đó của anh mà làm cho gia đình của họ sẽ rơi vào bế tắc đấy. Cái anh biết đó là em đã phản bội anh và đi theo thằng nhà quê này. Tôi và chị Thảo không có mối quan hệ gì khác ngoài công việc cả. Tất cả là do sự ích kỷ và hẹp hòi của anh thôi. Mù quáng ghen tuông, ích kỷ. Anh luôn miệng nói yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ. Nhưng mà anh chẳng hiểu gì với tôi cả. Cái thứ mà anh muốn ý là cái ghế của tôi, địa vị và danh vọng đấy. Phải, cái tôi muốn là vậy đấy. Nhưng mà trong thâm tâm tôi đó, cái tôi muốn vẫn là muốn có em. Em hiểu chứ? Anh đừng có bao bọc cái sai của anh nữa. Tôi nghĩ anh nên đi khỏi đây đi. Anh không xứng đáng ở đây, ở lại công ty này. Thảo à, anh... Anh đi khỏi đây. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa. Cút. Xin phép chị, tôi ra ngoài. Khoan đã, kể từ ngày hôm nay cậu hãy đảm nhận vị trí của anh Thịnh đi. Cảm ơn chị đã tin tưởng tôi, nhưng mà tôi sợ mình không đảm đương được ạ. Hãy thể hiện năng lực của mình đi. Năng lực của cậu ấy tôi đã kiểm chứng rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Nhưng mà tôi có một thỉnh cầu. Xin chị cho tôi về quê vài hôm để tôi giải quyết việc cá nhân ạ. Được rồi. Bao lâu rồi mày chưa về quê? Từ lúc đi tới bây giờ cũng được gần một năm rồi. Bảo sao? Có chuyện gì à? Mày giả vờ không biết hay là cố tình không biết vậy?
Nhưng mà không biết cái gì. Giả bộ cái gì chứ. Con Chi người yêu của mày bây giờ nó cưới ông Vương rồi đấy. Sao Chi không đợi Việt Anh về? Việt Anh có thể đừng hỏi câu này được không? Quá muộn à? Mọi thứ không thể thay đổi được gì nữa à? Chi xin lỗi. Chi có lỗi gì chứ? Lỗi là ở Việt Anh. Đáng ra Việt Anh phải can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, cố gắng nhiều hơn nữa, thì có lẽ bây giờ hoàn cảnh của Chi ở Việt Anh khác nhau, Chi không thể làm khác được. Nhưng mà tại sao khi mà Chi lấy chồng, Chi lại không báo cho Việt Anh, dù là một câu cũng không có? Vì Chi muốn Việt Anh có động lực để cố gắng, có động lực để thành công, có tất cả những cái gì mà Việt Anh muốn. Đây cũng coi như là một chút gì đó mà Chi có thể làm cho Việt Anh. Nhưng mà không có Chi, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chi có thể đánh Việt Anh, chửi Việt Anh, nhưng mà Chi lại chọn cách đau khổ nhất. Rồi Việt Anh sẽ tìm được một người khác thôi. Một người đúng thời điểm, yêu Việt Anh và thương Việt Anh hơn Chi. Thôi, hôm nay Việt Anh về đây chỉ muốn xác nhận thực hư chuyện Chi lấy chồng. Bây giờ mọi chuyện rõ rồi, Việt Anh không biết nói gì hơn cả. Chúc Chi và người ấy hạnh phúc. Đây là chiếc nhẫn đầu tiên mà Việt Anh đi làm, số tiền Việt Anh có được để mua cho Chi đấy. Chi nhận lấy đi. Chúc Chi hạnh phúc.